Cô chào tất cả các em học sinh lớp 7. Sau đây cô mời các em đến với bài giảng trực tuyến môn ngữ văn 7 của trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Ở tiết trước, trong bài tìm hiểu chung về văn nghị luận, các em đã được biết văn nghị luận được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào đó. Muốn thế, văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, có lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục, nhằm hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội. Mục đích của bài văn nghị luận là muốn người đọc, người nghe tin, đồng tình vào điều mình nói. Vậy, để bài văn nghị luận trở nên thuyết phục, lôi cuốn thì nó cần có những đặc điểm gì, thành phần gì, cách sắp xếp trình bày các ý trong bài ra sao? Cô và các em cùng đi vào tìm hiểu trong tiết học hôm nay. Mời các em xem tiết 79, đặc điểm của văn bản nghị luận. Các em lưu ý, bên trái màn hình sẽ là nội dung các em ghi vào vở, bên phải là phần ví dụ cô phân tích, các em không cần ghi. Đây là quy định chung cho tất cả các tiết học, bữa sau cô sẽ không nhắc lại nữa nhé. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, luận điểm, luận cứ và lập luận. Đầu tiên, như hôm trước cô đã nói, cái tạo nên linh hồn của một bài văn nghị luận, ấy chính là các luận điểm. Ấy chính là nội dung, tư tưởng, chủ đề xuyên suốt cả bài văn, được tác giả trình bày, thường gói gọn ở một hoặc một vài câu dưới hình thức khẳng định để nêu rõ tư tưởng, quan điểm của nhà văn. Vậy chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu yếu tố đầu tiên quan trọng của bài văn nghị luận, đó chính là luận điểm trong bài văn nghị luận. Trước hết, ta cùng đi tìm hiểu khái niệm. Luận điểm trong bài văn nghị luận là gì? Theo dõi vào sách giáo khoa trang 18, chúng ta có thể thấy luận điểm là những ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của tác giả trong bài văn nghị luận. Cô lưu ý, ý kiến ở đây tức là nêu lên cách đánh giá, nhận xét. Và ý kiến này phải thể hiện một tư tưởng, quan điểm của tác giả được nêu ra trong bài văn. Bởi trên thực tế, có nhiều ý kiến được nêu ra nhưng không thể hiện tư tưởng, quan điểm, thì ý kiến đó ta không coi là một luận điểm trong bài văn nghị luận được. Vậy cụ thể, luận điểm là như thế nào? Làm cách nào để nhận diện luận điểm? Và vai trò của luận điểm ở trong một bài văn nghị luận ra làm sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể trong một văn bản mà các em đã được học hôm trước. Đấy chính là văn bản chống nạn thất học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các em mở lại sách giáo khoa trang 78 nhé. Và các em sẽ theo dõi văn bản này trong suốt quá trình cô giảng luôn. Đầu tiên, chúng ta cùng xác định luận điểm. Như cô đã nói ở trên, luận điểm là những ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của nhà văn về vấn đề nghị luận được nêu ra trong bài văn. Vậy vấn đề nghị luận ở đây chính là nạn thất học. Tác giả đang bàn về vấn đề dân ta bị mù chữ quá nhiều. Đó là vấn nạn cần phải dẹp bỏ. Và quan điểm ý kiến của tác giả về vấn đề thất học của người dân là thế nào? Là phải chống đến cùng và phải làm ngay. Và ý kiến của tác giả được nêu ra ở ngay nhan đề của văn bản chống nạn thất học. Và nhiệm vụ của nhan đề đã nêu lên khái quát luận điểm. Bên cạnh đó, luận điểm còn được nêu cụ thể trong câu văn ở những đoạn văn tiếp theo. Mỗi người Việt Nam cần phải hiểu biết về quyền lợi của mình, bổn phận của mình. Cụ thể là phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Lúc này, luận điểm đã được nêu lên hết sức đầy đủ. Đây rõ ràng là một ý kiến thể hiện quan điểm của bác rất dứt khoát. Luận điểm này đầy đủ và được trình bày bằng một câu văn mang ý nghĩa khẳng định. Nhưng làm thế nào để người dân biết đọc biết viết? Tác giả tiếp tục triển khai ở các câu, các đoạn văn tiếp theo. Tức là từ cái luận điểm lớn, luận điểm khái quát, luận điểm đầy đủ đấy,
triển khai thành những luận điểm nhỏ. Luận điểm 1. Người viết chữ phải dạy cho người chưa biết. Luận điểm 2. Người chưa biết chữ phải ra sức học. Như vậy, ta nhận ra được các luận điểm ở trong bài văn nghị luận thường được nêu ra ngay nhan đề của bài văn và được trình bày cụ thể bằng những câu văn trong bài. Luận điểm trong bài văn có thể được nêu ở dạng đầy đủ, khái quát, cũng có thể được nêu ở những luận điểm cụ thể, triển khai, luận điểm khái quát đầy đủ ở bên trên. Luận điểm khái quát đầy đủ, người ta gọi đó là luận điểm chính. Còn những luận điểm để triển khai, khái quát, để triển khai luận điểm khái quát thành những ý nhỏ, người ta gọi đó là luận điểm phụ. Các em thấy chưa? Vậy trong một bài văn nghị luận sẽ có luận điểm chính và luận điểm phụ. Bên cạnh việc xác định luận điểm để thấy được quan điểm, tư tưởng của tác giả thể hiện trong bài văn, chúng ta cần phải tìm hiểu vai trò của luận điểm. Ta thấy ở nhan đề, ở những câu văn đầu tiên, trong những đoạn văn đầu tiên, và cả những câu văn đứng đầu mỗi đoạn văn ở phía sau, đều là những câu văn nêu lên luận điểm của tác giả. Và luận điểm ấy xuyên suốt toàn bộ văn bản. Các đoạn văn trong một văn bản nhờ những câu văn có luận điểm đấy mà được nối kết thành một mạch thống nhất. Vậy ta có thể hiểu vai trò của luận điểm chính là linh hồn, chủ đề tư tưởng tạo nên sự kết nối giữa các phần trong một bài văn. Vậy yêu cầu của một luận điểm là gì? Chúng ta nhận thấy, luận điểm phải nêu lên quan điểm, tư tưởng của người viết về vấn đề được nêu ra trong bài. Vậy, bài văn đó muốn thuyết phục thì luận điểm trước hết phải chính xác, rõ ràng và phù hợp với những yêu cầu thực tế được nhiều người quan tâm. Có như vậy, ta mới kéo được người đọc về để họ đọc, họ quan tâm và nghe theo những nội dung mình trình bày trong bài văn. Vậy cô và các em vừa tìm hiểu 3 đặc điểm của yếu tố luận điểm trong bài văn nghị luận. Tuy nhiên, để thuyết phục được người đọc, người nghe, thì có phải bài văn nghị luận chỉ cần có luận điểm? Để được sự đồng tình của người đọc, người nghe, thì bài văn nghị luận còn yếu tố gì nữa? Chúng ta sang phần thứ hai, luận cứ. Theo định nghĩa được nêu ra ở sách giáo khoa, luận cứ là những lý lẽ và dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Luận cứ là những lý lẽ dẫn chứng. Và ta có thể hiểu lý lẽ ở đây là những lẽ phải đương nhiên mà tất cả mọi người đều thừa nhận. Còn dẫn chứng là những bằng chứng thực tế khách quan mà không ai có thể chối cãi. Và từ những lý lẽ mang tính lý luận và từ những bằng chứng mang tính chất khách quan đã đưa ra cơ sở để người ta có thể tin phục, bị thuyết phục bởi những luận điểm, những ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm mà tác giả bài viết đưa ra. Vậy, để có thể đứng vững, luận điểm cần được đảm bảo bởi những luận cứ hết sức chắc chắn và khoa học. Ta lại tiếp tục tìm hiểu, ví dụ trong văn bản chống nạn thất học. Ta thấy luận điểm trung tâm là mỗi người Việt Nam cần phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Vậy bằng cách nào để bác có thể thuyết phục mọi người rằng đây là nhiệm vụ cần phải làm ngay, có thể làm ngay? Bác đưa ra những câu với những luận cứ như sau. Đầu tiên, tại sao ta phải chống nạn thất học, chống nạn mù chữ?
Các em quan sát vào sách giáo khoa, ta thấy bác đưa ra hai lý lẽ. Lý lẽ thứ nhất, ngày xưa khi Pháp sang xâm lược nước ta thì chúng thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị, hòng làm ngăn cản sự tiến bộ của dân tộc. Và chính vì vậy, 95% dân số nước ta bị mù chữ. Lý lẽ thứ hai, ngày nay đất nước đã được độc lập, tự do, Pháp đã bị đánh đuổi. Vậy thì mọi người Việt Nam cần phải chống nạn thất học để hiểu biết về quyền lợi của mình và góp phần xây dựng nước nhà. Và nhờ hai cái lý lẽ này mà luận điểm mỗi người dân Việt Nam phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ được trở nên chính xác và thuyết phục. Tuy nhiên một thực tế chúng ta thấy với 95% dân số thất học như vậy, làm thế nào để nhân dân Việt Nam biết đọc, biết viết? Điều đó liệu có thể thực hiện được hay không? Bác lại tiếp tục đưa ra câu hỏi thứ hai. Làm thế nào để chống nạn thất học? Và để tiến hành việc này, bác tiếp tục trình bày hai lý lẽ. Lý lẽ thứ nhất cũng là luận điểm một mà ta đã xét ở phần trên. Người biết chữ dạy người chưa biết. Đó là nhiệm vụ của người biết chữ. Sẽ dạy cho những người chưa biết. Lý lẽ thứ hai là người chưa biết chữ phải ra sức mà học. Và bên cạnh hai lý lẽ, bác còn đưa ra những dẫn chứng cụ thể. Trong gia đình, chồng biết chữ sẽ dạy cho vợ, cha mẹ biết chữ sẽ dạy cho con cái, anh biết chữ sẽ dạy cho em. Ngoài xã hội, chủ sẽ dạy cho đầy tớ, vân vân. Và từ những lý lẽ và dẫn chứng bác đưa ra, ta có thể kết luận việc chống nạn thất học là nhiệm vụ khả thi, tức là có thể thực hiện được. Như vậy, nhờ những lý lẽ và dẫn chứng đó, luận điểm của bác được thêm củng cố. Niềm tin của nhân dân vào vấn đề bác đặt ra càng thêm cao. Họ tin rằng họ sẽ đẩy lùi được nạn thất học. Người dân Việt Nam rồi đây sẽ biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Chính nhờ những lý lẽ dẫn chứng đó mà luận điểm được đứng vững vàng. Nạn thất học là những thứ cần phải chống, cần phải đẩy lùi. Và người dân Việt Nam sẽ làm được điều ấy. Vậy vai trò của luận cứ ở trong bài văn là như thế nào? Ta thấy như trong định nghĩa, vai trò của luận cứ là làm cơ sở, làm nền tảng cho luận điểm thêm vững chắc. Vậy để đạt được yêu cầu đó, vai trò đó, thì luận cứ cần phải có yêu cầu gì? Trước hết, luận cứ là phải đúng đắn. Bên cạnh đó, phải chân thật và tiêu biểu. Luận cứ phải đúng đắn, chân thật và tiêu biểu. Đúng đắn tức là phù hợp với lẽ phải vốn có. Chân thật nghĩa là phù hợp với thực tế khách quan. Và giữa vô vàn dẫn chứng trong cuộc sống, ta phải lựa chọn dẫn chứng tiêu biểu thì cơ sở thuyết phục, cơ sở của lý lẽ của luận cứ đưa ra sẽ tăng thêm và làm luận điểm thêm giá trị. Xin lỗi, làm luận cứ thêm giá trị. Vậy đấy chính là yếu tố thứ hai trong bài văn nghị luận là luận cứ. Vậy có luận điểm rõ ràng, có luận cứ tiêu biểu xác đáng, nhưng chưa hẳn ta đã có bài văn nghị luận hay. Một yếu tố thứ ba rất quan trọng trong bài văn nghị luận, đó chính là sắp xếp các ý để bài văn nghị luận có sự thuyết phục. Chúng ta thấy trong bài văn nghị luận, luận điểm và luận cứ thường được diễn đạt bằng lời văn cụ thể. Vậy để luận điểm được sáng tỏ, thì lời văn cần được lựa chọn và sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Trình tự đó, người ta gọi đó chính là lập luận. Và trước hết về khái niệm, lập luận trong văn nghị luận chính là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Các em ghi khái niệm vào. Và trong văn bản chống nạn thất học, trình tự lập luận được sắp xếp như thế nào? Các em lại tiếp tục theo dõi vào bài văn. Trước hết chúng ta thấy ở phần đầu văn bản,
Bác đã đề cập đến thực trạng của dân tộc ta, đó là trong mấy mươi năm xâm lược, Pháp thi hành chính sách ngu dân, khiến cho 95% dân số nước ta mù chữ. Ngày nay, nước ta đã độc lập và việc thực hiện cấp tốc trong lúc này đó là phải nâng cao dân trí. Vậy đầu tiên, bác đưa ra câu hỏi vì sao và giải quyết câu hỏi đó. Tiếp theo, bác chỉ ra cho chúng ta thấy mục đích của việc chống nạn thất học. Đó là mỗi người dân phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ để góp phần hiểu biết quyền lợi của mình, tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Đấy là luận điểm như cô đã phân tích ở mục 1. Và sau khi nêu ra luận điểm, bác đã dùng lý lẽ, dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm đó. Rồi khi chỉ ra cho mọi người thấy tầm quan trọng, sự cần thiết của việc chống nạn thất học, bác đưa ra những giải pháp tiến hành công việc ấy để mọi người nhận thấy hành động này có tính khả thi và bắt tay vào việc thực hiện. Cũng tương tự như ở luận điểm 2, bác cũng đưa ra những lý lẽ, dẫn chứng để luận điểm được sáng tỏ. Và bằng cách sắp xếp các luận điểm, đưa ra lý lẽ, dẫn chứng phù hợp theo trình tự như cô vừa phân tích, ta thấy trong bài văn của bác đã có sự thuyết phục. Đấy chính là lập luận. Vậy để bài văn nghị luận có sức thuyết phục, thì lập luận phải chặt chẽ và hợp lý. Đó là đặc điểm của lập luận trong văn nghị luận. Như vậy, qua phần tìm hiểu, cô trò chúng ta đã nắm được thế nào là luận điểm, luận cứ và lập luận trong bài văn nghị luận. Mỗi yếu tố có đặc điểm, vai trò gì trong bài văn nghị luận? Đây cũng chính là nội dung ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 19. Các em đọc lại và học thuộc ghi nhớ cho cô nhé. Phần dặn dò ở bài sau. Trước hết, các em sẽ học thuộc khái niệm trong ghi nhớ và nắm được đặc điểm, luận điểm, luận cứ và lập luận. Thứ hai, làm bài tập ở phần luyện tập. Cô lưu ý, các em sẽ đọc lại văn bản, cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội ở trang số 9, 10 và dựa vào phần kiến thức cô vừa cung cấp cho các em để các em tìm ra luận điểm, luận cứ, nhận xét cách lập luận trong bài. Các em hoàn thành bài tập vào vở nhé. Ở tiết sau, các em chuẩn bị cho cô bài đề văn nghị luận và liệt lập ý cho bài văn nghị luận. Các em đọc kỹ đề văn ở sách giáo khoa trang 21, trả lời các câu hỏi bên dưới và đồng thời tìm hiểu cách lập ý trong bài văn. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.